tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giảm sâu nhất lịch sử. Theo Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP 6 tháng đầu năm tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Quý 3 năm 2021 tăng trưởng GDP chỉ bằng 75% so với cùng kỳ do dịch COVID-19 ảnh hưởng tới nền kinh tế, thành phố thực hiện giãn cách kéo dài. Quý 4 năm 2021, một số ngành nghề được phép mở cửa hoạt động với điều kiện bảo đảm an toàn công tác phòng chống dịch, tăng trưởng GDP quý 4 bằng 90% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2021, GDP thành phố theo giá hiện hành ước đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tính theo giá so sánh 2010 đạt 925.000 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ. Đây là mức giảm sâu nhất trong lịch sử. Tính từ đầu năm, thành phố có 31.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. So với cùng kỳ năm trước, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giảm 25%.